Sorry for this inconvenience. Ok. Ok No, em. no problem. Rồi. Your children are cute. Rồi, The em đọc. children are cute. Em đọc hai câu dưới cho nhỉ? Đọc hai câu Đọc dưới rồi cho. thầy. Đọc Đọc rồi rồi. thầy. Ok. Bình. Rồi. Bây giờ thầy đặt một câu, em đặt một câu. Chưa? My mother is very short. Tới được em. My mother. Gì mà cười. My younger sister ready to. Rồi. My girlfriend is very ugly. He's very Really? ugly. My friend is very cute. My math teacher in high school is very handsome. My math teacher in high school is very handsome. Rồi, your turn. Oh, my marketing teacher in the college is very handsome. Yes, I think about him. Very handsome. And My sister's boyfriend is very tall. Hết rồi. No. My boss is very tall and pretty. Okay. All of my friends are very short. All of my friends are very short. Like you, very short, like you. Nói đi. Để đang nghĩ. My best friend are very short and handsome. My soulmate is not beautiful. Soulmate. What's soulmate mean? Bạn đời Bạn đời hả? Nhưng mà sau mai là bạn đời đúng rồi, đúng không? Không, kiểu như là tri kỷ thôi em, chứ không phải bạn đời nha. Tri kỷ là kiểu như rất là thân, rất là hiểu nhau ấy mà. Ok rồi, tiếp đi. Tiếp đi em. Đặt càng nhiều càng tốt. My classmate is very tall Ok. My next door neighbor and is next not door cute. neighbor. My next door neighbor is not cute. Đồng nghiệp là gì thầy nhỉ? Đồng nghiệp là dùng từ gì nhỉ? Colleague, co-worker, Colleague. Colleague. workmate, Workmate. My workmate is black and very soft.
Right? You black. And very soft. And we tell him that you call him Black. He from Bangladesh. Bangladesh. And he's from Bangladesh. he's from Bangladesh. And he black and very soft. Short là sao? Short. Short. Ok. So, My ex-girlfriend is very beautiful. Oh, where is he? Where is he? Merci là sao? Where is he? Bây giờ cô ấy đang đâu? Where is he? I really want to show you her picture. A picture of me and her, Picture. but I'll show you later. Okay. My grandchildren is very cute. Your grandchildren is very Cute. cute. Is yes. Okay. Okay. Chờ thầy chúc em. Ok. Ok rồi. Now let's do some listening exercise. Now you will listen and circle all your answer. Circle the correct answer, ok? Nghe hết một lần luôn rồi chọn hết cho thầy nha. Listen to the conversations. Circle the adjective that describes each person. Conversation one. Nó dài á nha em, chứ không có nói ngắn đâu. Okay. What's your husband's name? Ronaldo. Is he good looking? Yes, he is. Conversation two. Who's that? Oh, that's my daughter. She's 12. She's so cute. Thank you. Conversation three. Are those your brothers? Yep. Oh, they're so young. Yeah, Mike's 16 and Don's only 12. Conversation four. Who's that? That's my son. He's 18. He's very tall. Yes, he is. Conversation five. Who's that? Oh, that's my father. He's an architect. Really? Yes, and he's very short, like me. Conversation six. Who are they? They're my sisters. Oh, they're so pretty. I think so too. Rồi em, chọn cái nào? Her husband is handsome. Okay. And his daughter, daughter, his daughter is cute. And her brothers are young. Number And his son is tall. four. Her Number father is short. five. Number His sisters are pretty, good looking. That's Yes. right. You got all the correct answer. Congratulations. Thank you. Okay, so now let's move on. What? Rồi ok, điền vô tìm một cái tính từ rồi gắn vô là được em. Và to be, mới gắn to be vô. Rồi, one, number one. À,
your sisters are so pretty. Number two. Your daughter is so cute. Number three. Our grandfather are very happy. Five. Our friend is very young. Nói lại, sai rồi. Our grandfather is very young. Very old, you should go very young. Không, nhìn trẻ thế mà. Em thích young đó. My God. Whatever. Okay, now let's do this listening exercise. Oh no, not. It's not a listening exercise. It's a grammar and vocabulary exercise. Number four. Her boyfriend is very short. Number five. His wife is so beautiful. His wife is so young. So young. Okay. Yeah. Number six. Her brother is very tall. Okay. Rồi cái này hồi nãy mình có làm rồi. Okay, so now I want you to listen to this conversation. And while listening, please look at the script, okay? Read and listen. Tell me about your father. Well, he's a doctor, and he's very tall. And how about your mother? She's an engineer. She's very pretty. Okay, now read it aloud for me, please. Read it aloud for me, please. Okay, read it. Tell me about your father. Well, he's a doctor and he's very tall. And how about your mother? She's an engineer. She's very pretty. Quên. Có một cái này cho em coi. Là mô tả thôi. Coi xong là hết hồn liền. Này. Này. Mở ra phát thế hết hồn rồi. Talkative, humorous, attention seeker, taking thousands of snapshots of himself every single minute. Một tên nói nhiều hay giỡn, thích làm màu, hàng ngàn tưởng như mỗi phút. Okay. Are you? Ghi, nó còn cái mặt tôi ở đây còn hỏi are you nữa. Nói nhiều hay giỡn, thích làm nhiều, trời đất ơi. Okay. Now, let's do this. Very simple. Easy and simple. Tell me about your husband. Câu nào dễ hơn thì thấy hỏi husband. Well, tell me about your boss. Tell me about your twin brother. Twin brother? Là anh trai song sinh. Làm gì thì có mà bảo nói rồi bắt đợi phải nghĩa ra. Tell me about your father. He a doctor and he very tall. He's a doctor. He's a doctor and he is very tall. Hồi nãy mới kêu bố lùn xong giờ thành kêu bố cao là sao? Em nói bố cao mà em nói bố lùn bao giờ đâu. Em nói bố em có 1m50. 50 tuổi?
Bảo 1m80 cơ mà. Thầy bị Tôi làm nghe. sao thế? Rồi, and how about your boy, your Don't have a brother, but kiểu anh how họ about your cousin, ừ, anh họ cũng được. ấy. Cousin. Cousin. He business Businessman, businessman and he 27 and he very short. 27. He's very short. Okay, you will be I, I'm B. Tell me about your old girlfriends. Your ex-girlfriend. S, huh? Ex-girlfriends. Well, she is a teacher, an English teacher, and she is very short. And how about your Your crush? yes, your curse. You have curse. Yes. So tell me about your curse. She's a waitress. She's very sharp. She rides a vision, a black vision to work every day. She works for Phúc Long Tea Shop. Long thì sao? The last year, my sister is working in Phúc Long T-shirt and she work by visions. Work by vision là sao em? go to buy vision. She write a She vision. write a vision. Yes. She's a here, like Phúc your girlfriend at your class. Long by. Yeah, this is the coffee shop I Official. go to every morning. Phúc Long Tea Shop. I'm looking out of the window. Okay, so now let's move on. Wait for me 1 second. Okay, let's move on to do you have any question? No, it's okay. Okay, so let's move on to lesson three. Talk about your family. Okay, talk about your family. Talk about your family. Okay, so how many people are there in your family? In my family, have five people in my family. Who are they? Sorry, I'm sorry. Who are they? Who are they? My parents are me and my younger sister and older sister. Can you tell me about your older sister? My older sister. My OC 2015 year old. Now she 20, live 15 years old. Now she live in Hanoi. 20, 15 years old là gì? Không phải à? Cho tôi mất tiền. 2015 tuổi. Xin thi Cái gì? à, tự nhiên
tự nhiên quên. Rồi. 25 tuổi là chuyện 25 hả? Ừ. 20. Oh Trời my god. ơi. Tự Trời nhiên ơi. Tôi tưởng là à. tôi phải là người bị lẫn chứ ai ngờ em cũng bị lẫn. Ok. She 25 years old and now she living in Hanoi. What She does she living and do? working in the Hanoi. She a seller. She Sale a woman em chứ không có kêu saleswoman. seller. Ok. Saleswoman. And How much money does he earn every month? No, I don't know how much he earn every month. I How just much he think earn every month? she not share with me about her. She doesn't She usually doesn't. tell me She about her doesn't. salary. The salary. Nói lại She đi. She doesn't. doesn't She doesn't usually usually tell with me her tell me salary. about, tell me. Tell me about her salary. Ừ. She doesn't share with Usually. usually. She doesn't usually tell me about her salary. Her monthly À, salary, her money salary. her monthly paycheck, how Paycheck. much she earn How every much? month. Every She month. doesn't. She doesn't tell She doesn't tell me me about about her. Tell me monthly about staff, her money salary. her monthly paycheck. How many paychecks? How much she earn every month. Đúng không em? Yeah, thank you. Okay, so now let's learn something about the verb has. Okay. Has. I, you, we, they have a Yeah. brother. He, she has. Has his Okay, read sister. these thing aloud for me, please. Read these two things aloud for me. I have I, you, we, they have a brother, and see, he has three sisters. Okay. My dog has a brother. Oh. My dog has a brother. Your turn. Tới lượt em. Oh. Tới lượt em. My sister has boyfriends. Has a boyfriend. Has a boyfriend. Mr. Duke has many girlfriends. No. I have many classmates. Mr. Duke doesn't have a student. And I Mr. doesn't has doesn't No, that I doesn't don't have have. I don't has any roommate. I don't have any roommates. Roommate. I don't have any roommates. He doesn't have any candy. He doesn't have any candy. We. Candy. I have a lot of, but I just eat them. Ok. Yeah. Ok. Okay. Ủa thầy nói rồi thì em nói đi. Những cái đăng ký. Mr. Duke has a lot of money. No, Right? not right. No. No. Mr. Đức. Mr. Duke has Mr. Duke
Mr. Duke has a strong passion for making women cry. Oh my gosh. Rồi. Là gì? Cái gì? Let me thinking. I'm thinking. Rồi nói lại em. Nói lại. Nói lại em còn tại em không nghĩ ra. Rồi, em từ đã. I have a lot of pressure from work. Pressure là gì? Pressure. I have a lot of pressure. Không có dùng a lot of không thầy. Pressure không có đi với have em. Không có đi với have hả? Pressure không đi với have. À thế hả? Pressure không đi với have hả? Pressure đi với to be, under. I have been under a lot of pressure. Cái đó là thì hiện tại hoàn thành chứ. Cái chữ have mà mình đang học có nghĩa là có. Còn cái chữ have ở đây là thì hiện tại hoàn thành chứ không phải có nghĩa là có đâu em. Do you have a lot of book? Yes, I have a lot of books. Like, can you show me one of them? Yes, I can. Nếu có một ngày nào đó cấp trên của thầy Đức lôi thầy Đức ra chửi, bởi vì thầy cứ ăn rồi suốt ngày thầy mở cái mặt thầy lên không? Ngày nào mở lên cũng vào Facebook đi, cái mặt thầy đổi hình đại diện đi thầy. Mới đổi cách đây mấy ngày. Thế hả? Ừ. Đổi cái gì, cái hình nào không có mặt thầy á thì đỡ phải nhìn á. Ôi được Patatu tặng cái này nè. Kêu thầy, em cũng muốn nhận cái đó, em cũng muốn nhận cái đó. Dear reader, the comfort and joy of book. What kind of book? Okay. The Madman Library. Madman Library. Nói về cái gì hả thầy? Nhiều thứ. Cái này gọi là, cái cuốn này gọi là thư viện của một thằng khùng. Hiểu chưa? Thư viện của một thằng khùng. Thì trong đó này, Dracula. Dracula. Everyone and Odyssey. Odyssey. Yeah, thần thoại Hy Lạp. Thầy cũng hay đọc mấy cái nha. Yeah. Iliad. The Iliad Homer. Là nghĩa là gì á thầy? Trong quyển này. Nè đây. Nói chung là Iliad với Homer đều là sách thần thoại Hy Lạp mà bằng tiếng Anh. Thần thoại. The School of Life. Đây. Relationship of Simple Life. What's the mode of your favorite book? My most favorite book. Uh-huh. Nói chung cũng có thời gian đọc em. Thì hiện tại đọc tới cái quyển này là thầy thấy hay nhất nè. Quyển này. Thế hả? Quyển này là hay nhất. Thế hả? Ừ. Thư đọc mình mới biết trong đó nó có gì hay chứ. Đúng không? Thầy toàn đọc bằng tiếng Anh á. Không thích tiếng Việt em. Quyển sách này nó về gì thầy? Days like these. Bài thơ bằng thơ mà nó giải thích ra từng cái bài thơ đó cái gì nữa em. À, trời ơi, đọc mấy quyển này vào đầu được mấy quyển này hay. How about you traveling for work or leisure?
Traveling for work. I am amazing at Okay. I am the dog in the painting below. I am talking my student. Student is the sheep. The student is the sheep. To like and go up that difficult until of the novel I read. My job is a chance to tell them about the vocabulary. Vocabulary là gì thầy? Từ vựng từ từ vựng mới á, à, từ mới á, plus từ mới. localization and anything anyway. Okay, I will read later. I will read that question later. Success in my mission. My students success in my mission. You have a cao cả mission. Không biết nói thì mình nói là cao cả mission. You have a cao cả mission. Cao cả mission. Ok, cái câu chuyện này tôi viết nè. Nên loại như vậy. You can read it if you like. Biết hiếp là gì thầy? Biết hiếp là gì thầy? Biết hiếp là gì là sao em? Cái từ vừa rồi, cái gì in nhau mình đó. Đó, in my heart đó. Buddhism. In Buddhism. My heart. Buddhism là gì thầy? Đạo Phật trong trái tim tôi hả? Yes. Ok. Ok, nghe tôi. Okay, let's get back to our lesson today. Mr. Duke has a lot of Sorry. to tell. To tell. Mr. Duke has a lot of story to tell. Nói không được thì nói tiếng Việt, tôi dịch ra Không tiếng Anh. không phải mà em còn tiếng Việt em còn chẳng nghĩ ra được ấy. Dạo này đầu óc nó không hoạt động. Vậy thì Ai cái dây thần kinh creative nó ít dùng quá, biết dùng mà quá cái đó cũng không phải là sao ta, một số người có đọc Cung Hoàng Đạo có không, thầy những cung cái gì. thứ Bảo Bình. Ok. Đi Bảo chơi Bình cung. Bảo Bình, nghe thấy Bảo Bình là biết rồi gì. Không, Bảo em không Bình, tìm hiểu Bảo Bình nhiều lắm. Nhưng mà cứ bảo nói đi thầy. nó đại loại mấy cái đó nó không có nói sai đâu em, mấy cái đó là một cái phần của mấy cái người coi bói á, được không nè. Người ta nói không sai là những cái đó là nó là những cái mảnh ghép nhỏ của cái bài học của người ta, người ta từ học từ những cái đó ra để mà ta nói về cuộc đời của người khác, để mà nói về tương lai người khác đó em. Hiểu vậy, tin hay không tin thì thôi kêu nói chuyện khác đi, rồi đặt câu tiếp đi. Mr. Duke had a lot of story to tell. What kind of story Mr. Duke has? What kind of story does Mr. Duke have? The Mr. Duke has. What kind of story the Mr. Duke has? The Mr. Duke have. Has. Mr. Have. Duke has bedtime Have. story. Bedtime story. Chuyện kể trước khi ngủ. Ok. I don't have a lot of the break time. I don't have a lot of
Free time. Free leisure time. time. Less. Leisure Chứ time. Không nói là break time. Break time. Break time. Chứ giờ break nghe time. Mà nói giờ nghỉ mà. Đồng ý là giờ nghỉ, cái đó là nghỉ khi mà. Chỉ là đang làm xong là ví dụ là nghỉ giải lao đó thôi hả? Ừ. Break time. Ok, rồi break time cũng được. Ồ, là cái giờ nghỉ ở trong trường á em. À, chỉ là dùng giờ nghỉ trong trường như dùng break Ừ. time nhé. Tự trong công việc ví dụ nghỉ trưa thì cũng không nói là break time. Ừ. Trời, ok. I don't have a lot of free time. Uh-huh. And I don't have a lot of friends in Kyoto. But I have a lot of money. No, and I don't have a lot of money. I don't have money. Miss he miss him. A good Yes. heart. Would hurt. Heart. Yes. Hurt. Mm. Yet I am. Miss he yet I has has two lung. Two lung. What? Miss he I has Mr. Miss Hiền doesn't have any doesn't friend. any print. Oh my god. So sad. Okay, that's enough. Number one, do it. Mark has two brothers. Has two brothers. Has Number two. Two brothers. Mrs. Missy. Steven. Mrs. Steven have five grandsons. Has. Has S hả thầy? Chứ không phải là have rồi hả? Cái tên của nó có S thôi chứ. Em tưởng cái này là người đã Cái kết hôn rồi chứ không phải là vợ chồng hả? cái Em tên tưởng cái của này là nó nói có với chữ chung là vợ S. chồng. Cái tên À của thế nó hả? có chữ S đâu mà nó là Ok. danh từ số nhiều. Ok, em cứ tưởng nó có S xong là vợ chồng nhà đó. Chứ không phải hả? Nào mà là the Steven thì chưa. À, the Steven thì là gia Thì đình nhà nó là gia Steven đình hả? nhà nó. À, Ừ. à, Thế còn này ok. là Missy là có một đứa Ok. Rồi, number 3 bị nhử rồi. And they have a granddaughter. Number 4. We have tell grandchildren. That's right. That's right. Number 5. Okay. Carl and Anna have two children. Number 6. She has five sisters. Number 7. They have no brothers or sisters. Rồi tới lượt em. I have two sisters. Đừng nói No. câu gì. I have two sisters. Đừng nói câu gì. Rồi ok, tiếp tới. Okay. Rồi. Ai du quy đây, danh từ số nhiều. Được chưa? Nhiều cộng với lại have. Được không em? Ok. He, she, it. Được chưa? Danh He, từ số she, ít. danh từ số ít. Danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được. Ok. Cộng với has. Cộng has. Được chưa? Ok. I, crew I. I Who contain I contain a lot of different substances. a Different lot of people. substances. Nghĩa là gì thầy? Là dầu thô thì nó chứa rất là nhiều chất khác nhau. Nó tự nhiên viết câu này ra đây. Thì cái chữ I nó là không đếm được. Không Hiểu đếm hiểu được. rồi, hiểu rồi. Trời ơi. Rồi ai sẽ Chúng ta đã contain. học với nhau bao lâu rồi giờ không hiểu ý nhau. Ý là